Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Phú Quốc vừa bắt quả tang nhóm 3 đối tượng săn bắt động vật quý hiếm tại tiểu khu 59, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc. Tại hiện trường phát hiện nhiều cá thể động vật thuộc nhóm các loài vật đặc biệt cần được bảo tồn và chăm sóc. Khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 12, trong quá trình tuần tra, lực lượng hạt kiểm lâm vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp cùng đội quản lý bảo vệ rừng xã Gành Dầu đã phát hiện nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi săn bắt động vật. Các lực lượng đã truy bắt được 3 đối tượng là Nguyễn Văn Hẹn, Nguyễn Văn Hò và Nguyễn Hoàng Hát, cùng ngụ tại tổ 1, ấp Xóm Mới, xã Bê Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 14 cá thể sóc đã chết, một cá thể chi cao cát trọng lượng 0,7 kg bị bắn trúng ức, một cá thể ó cá nặng 0,6 kg bị bắn trúng cánh, một cây súng hơi, một con dao, 173 bẫy dây kim loại và 2 xe mô tô. Qua nhận dạng ban đầu, xác định cá thể động vật rừng có tên chi cao cát là loài động vật thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Lực lượng hạt kiểm lâm vườn quốc gia Phú Quốc đã phối hợp cùng bệnh viện thú y thuộc vườn thú Safari cứu hộ 2 cá thể chim quý bị thương nặng, tiến hành bàn giao 2 cá thể chim đang bị thương cho nhân viên chăm sóc động vật Safari tiếp tục cứu chữa. Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm và tiếp tục điều tra xử lý hành vi vi phạm của nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.